Nam 2017. Và bây giờ xung quanh hiện đang là một không khí rất là náo nhiệt, mọi người đều rất là háo hức để bắt đầu chiêm ngưỡng những bộ trang phục đẹp nhất. Và ngày hôm nay rất là nhiều nam thanh nữ tú, rất là nhiều những stylist, những người trang điểm ăn mặc rất là đẹp đến đây, và hy vọng rằng chúng ta sẽ rất là mãn nhãn với những bộ trang phục của hôm nay. Ngày hôm nay thì là ngày khai mạc nên là tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như Minh Hà đều rất là háo hức. Thật sự Minh Hà cảm thấy rất là choáng ngợp khi không khí ở đây rất là nhộn nhịp, tất cả mọi người đều qua lại rất là đông, và bản thân Minh Hà là mặc dù là đã xuất hiện ở nhiều nơi nhộn nhịp như thế nhưng mà cũng cảm thấy là rất là vui vẻ với không khí như thế này. Và ngày hôm nay Minh Hà đến đây để ủng hộ cho nhà thiết kế Trương Thanh Phong. Hi, mình là Kathy Nguyên. Nói chung là hôm nay rất là vui anh có mặt ở opening night của Vietnam's International Fashion Week. Rất là vui được xem nguyên một từng thời trang từ tất cả nhà thiết kế, không chỉ nhà thiết kế Việt Nam mà cũng rất là nhiều nhà thiết kế quốc tế nữa. Hiện tại thì Rocker đang có mặt tại Vietnam International Fashion Week 2017. Cái không khí hiện tại thì rõ ràng có rất là nhiều con người thời trang ở đây với những phong cách rất là riêng biệt. Rocker nghĩ cái bữa tiệc thời trang này nó sẽ rất là xuất sắc. Cảm giác lần thứ năm khi tới Việt Nam International Fashion Week thật sự là rất là hào hứng. Tại vì đây là một cái sân chơi rất là hay để cho thời trang Việt Nam hội nhập với thời trang quốc tế. 네, 처음에 이 호치민이라는 도시 자체를 제가 처음 왔는데 정말 그 오도바이에 놀랬지만 이 패션위크의 열기에 또 한번 놀라게 됐습니다. 이 호치민 패션위크가 앞으로 더 발전하고 그래서 베트남의 정말 최고의 그런 멋진 하나의 패션 페스티벌 패션위크가 되길 바랍니다. 감사합니다. 뭐 anh đến với tuần lễ thời trang quốc tế lần thứ 5 thì vẫn cái cảm giác như là ngày đầu tiên, rất là hồi hộp và rất là vui mừng. Bởi vì đến Hải Lai Lên mỗi năm thì cả giới thời trang của Việt Nam là chờ đợi cái ngày này. Và Ngọc Anh cũng đến để mà chúc mừng cho Trương Thanh Phong cũng như là tất cả các nhà thiết kế có mặt tại opening ngày hôm nay, và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay Thành cảm thấy mình rất là vinh dự khi được có mặt ở đây. Thành cảm thấy không khí khá thảm đỏ đông vui và nhộn nhịp, thu hút được rất là nhiều những nghệ sĩ, diễn viên hay là người mẫu hay hoa hậu, và Thành cảm thấy rất là háo hức và muốn vào trong ngay bây giờ để chiêm ngưỡng những bộ sưu tập hết sức là đẹp. Chắc chị cảm thấy rất là tự hào bởi vì Việt Nam International Fashion Week đã làm được một điều mà giới bộ điệu thời trang trong nước ngày càng mong mỏi, đó chính là chúng ta có được một tuần lễ thời trang quốc tế đúng ý nghĩa và mang tên gọi của Việt Nam, cũng là một cách giới thiệu thời trang Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến khắp thế giới. Và chuyển thật sự cảm ơn đến ban tổ chức Việt Nam International Fashion Week vì đã làm được điều tuyệt vời này. Bây giờ Trương Thanh Phong cảm thấy rất hồi hộp và rất là hào hứng khi sắp đến cái giờ mà mình sẽ trình diễn cái bộ sưu tập Mr. Male của mình đến với ngày khai mạc đầu tiên của Việt Nam International Fashion Week, và Phong hy vọng rằng là mọi người sẽ thích bộ sưu tập lần này của Trương Thanh Phong.